Vâng. Tâm tiếp tục giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một mẫu xe sedan rất là duyên dáng và đẹp luôn, nhưng mà giá thành thì cực kỳ là hợp lý. Thì chính vì con xe này nó hợp lý nên rất là dễ mua nha cô chú chị. Đây là một sản phẩm tốt, chất lượng thì tuyệt vời, thương hiệu là Kia, tên nó là Kia Soluto, sản xuất năm 2019, số sàn bản đủ. Xe thì sở hữu màu trắng nè, một đời chủ mua mới nguyên rin, nét căng luôn nha quý vị. 2019, số sàn bản đủ, 4 thắng đĩa ABS, bánh mâm đúc luôn ha, đèn đuốc là sáng hoắt luôn nha quý vị. Đây cô chú anh chị và các bạn nhìn nè, một con xe tuyệt vời đến từ thương hiệu Kia, số sàn bản đủ 2019, xe chạy được 40.000, Kia Soluto 5 vỏ rin theo xe còn mới cứng, sơn rin còn 95%, máy móc thì nguyên rin, chất lượng thì ổn định, tuyệt vời nha quý vị. Cô chú anh chị mình thấy con xe quá ok ha, nhưng mà giá thành thì hợp lý nha. Bên Tâm bán xe này là 350 nha quý vị, 350 triệu, Kia Soluto 2019, số sàn bản đủ, có cảm biến lùi đồ luôn ha, nước sơn riêng còn khoảng 95% trở lên nha, đèn đuốc là rất là sáng, chất xe mới lắm, vỏ lốp là còn rin theo xe hết nha quý vị, vỏ là rin theo xe hết. Xe đẹp miễn bàn ha. Đây nè cô chú anh chị nè, keo chỉ nè. Mới lắm nha quý vị, rất là mới luôn, nội thất nè. 350 triệu, chất xe thì đẹp tuyệt vời. Ghế này là ghế da rin nha. Trần là trần 6D ha, màu kem nha. Nhìn nó cao ráo và thoáng ha. Đây, cô chú anh chị coi nè. Ốc tán gì rin hết, chưa tháo con nào hết á. Ốc này nhìn mà mình nhìn vàng ốc của nó nè. Đó, ốc còn chấm sơn hết, mới tinh. Mới quá nha cô chú chị, mới lắm. Keo chỉ rồi rin hết ha. Máy bọng dè nè. Bánh mâm 4 thắng đĩa luôn nha. Vỏ lốp còn dày cui à. Chất xe thì bao đẹp luôn ha. Được dán bộ phim cách nhiệt nè. Vô bộ tay nắm cửa, máng che mưa, có cam lùi, cam trước, cam sau đầy đủ. Nội thất đẹp nha quý vị. Xe mới lắm. Đâu mới giờ có rồi mà.
Quỳ Lăng mới tinh nè. Quỳ Lăng rất là mới luôn. Kích hợp quả lăng nha. Sản xuất năm 2019 nha. Động cơ là 1.4. Số sàn bản đủ. Ba cục sinh gương còn cao. Ba cục cao su, xin lỗi. Ốc tán chưa tháo. Ghế da. Xe mới lắm cô chú chị ơi. Một số nè. Rồi, mới tin nè. Khá là mới luôn. Dầm mới tin nè. Đồ đạc cũng nó đẹp lắm. Xe này chắc xe Bình Dương nên chắc xe đẹp, miễn bàn, khỏi chơi luôn. Bánh xe cua nè. Thùng bọng nè. Đổi cái bình luôn đi, rồi mai mốt xuống dưới sau chạy về. Đổi cái bình khác luôn đi. Xuống dưới mua cái bình khác hoặc đổi cái bình khác luôn đi. Đây, nhà mình coi cái máy nè ha. Máy mới tinh nè. Bụi nha. Ốc cabo là chưa có tháo gì hết ha. Bình ắc quy là bình khô. Đèn đuốc sáng lắm, đẹp lắm. Và cô chú anh chị mình thấy ha, con xe đẹp, chất lượng thì tuyệt vời, máy móc thì miễn bàn, và kiểu dáng rất là thanh lịch và sang trọng nha, mà giá thành thì hợp lý luôn. Bên Tâm bán chỉ có 350 triệu thôi. Cô chú anh chị hãy trực tiếp gọi điện bên ô tô Duy Tâm nha, theo số điện thoại là 0917 215 512, hoặc là 0974 83 5522, là sẽ được sở hữu ngay con xe siêu đẹp, chất lượng tuyệt vời, giá thành hợp lý, 350 triệu Kia Soluto 2019, số sàn bản đủ, chất xe riêng từ đầu tới đuôi, máy móc, keo chỉ, cửa nẻo, nước sơn, nội thất, ngoại thất, mọi thứ là riêng hết, không lỗi nha, không đâm va ngập nước, không cắn đụng, không mắc sùng chỉ, ốc tán là chưa mở con nào hết, từ đầu tới đuôi luôn, và chất xe chạy thì cực ngon, gốc Bình Dương, chính chủ công chứng, mua bán ủy quyền rút hồ sơ sang tên, rất là dễ nha. Cô chú anh chị hãy liên hệ trực tiếp bên Tâm. Tâm xin chào cô chú anh chị và xin hẹn gặp lại.